Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây để đồng hành với lại tất cả quý vị. Và cái nội dung chính của video ngày hôm nay đó là những danh từ phổ biến được sử dụng trong thị trường crypto Việt Nam. Trước khi đi vào nội dung chính của video, quý vị nên nán lại một chút. Nếu quý vị là những trader lâu năm chuyên nghiệp thì coi như quý vị ôn lại những gì đã biết. Còn quý vị là những người mới bước vào cái thị trường crypto thì quý vị nên xem lại, nên tìm hiểu và cân nhắc cho thật kỹ trước khi đưa ra những cái quyết định đầu tư, cũng như hãy chịu trách nhiệm cho những cái quyết định của bản thân mình. Bởi thị trường crypto nó rất nhiều những rủi ro. Nếu quý vị xác định đi theo con đường sự nghiệp trader, quý vị xác định kiếm được tiền ở trong cái thị trường crypto này, thì quý vị nên bớt chút thời gian, bớt chút công sức để tìm hiểu, cũng như hãy bắt đầu bằng những cái điều căn bản, bắt đầu bằng những cái thứ đơn giản nhất, cũng như hãy bắt đầu bằng cái số tiền mình có thể mất nếu quý vị đã từng giao dịch, từng chơi trên các sàn tập trung hay sàn phi tập trung, thì quý vị chỉ cần xem qua hoặc nghe qua những cái danh từ này là quý vị có thể nắm được, hiểu được ý nghĩa của những cái danh từ này. Vì đây là những cái danh từ rất phổ biến và được sử dụng trên các mạng xã hội trong cái cộng đồng crypto. Và quý vị tham gia crypto thì quý vị nên sử dụng các mạng xã hội như Twitter và Telegram. Ngoài ra, quý vị cũng có thể sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Medium và một số mạng khác. Nhưng phổ biến nhất và để cập nhật những cái thông tin từ các sàn, các trang thì thứ nhất là quý vị nên sử dụng tài khoản Twitter, sau đó là tài khoản mạng xã hội Telegram. Bởi vì tất cả các thông tin gì mới họ đều cập nhật trên cái Twitter, sau đó là đến cái Telegram. Và trong những hội nhóm như Telegram hoặc là trên Facebook, trong các cộng đồng crypto, nếu quý vị là những người mới mà quý vị vào những cái group, quý vị xem họ bàn luận, họ nói chuyện, lần đầu quý vị vào, có thể quý vị không biết được rằng họ đang bàn chuyện gì hay là nói chuyện gì. Nên đây là những cái danh từ, những cái từ ngữ được viết tắt rất chi là phổ biến, rất chi là thông dụng. Quý vị chỉ cần xem qua một hoặc vài lần là quý vị có thể hiểu được nghĩa, hiểu được những cái danh từ mà trong cộng đồng crypto người ta hay bàn luận, hay nói chuyện. Rồi, thì để đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với cái danh từ thứ nhất. MLM, Multi-Level Marketing, hay còn gọi là kinh doanh đa cấp, tiếp thị đa tầng. Nếu như hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi từ 5 đến 8% một năm, thì coi MLM nên đến 20, 30, thậm chí 40% một tháng. Một hình thức lãi suất không thể hấp dẫn hơn. Đây cũng chính là lý do mà nhiều người bị lôi kéo tham gia đầu tư coin đa cấp, airdrop và BOT là những chiến lược marketing của các dự án ICO nhằm tạo cộng đồng lớn mạnh cho dự án của họ. Khi tham gia airdrop hay BOT, người dùng sẽ nhận được những đồng token miễn phí chỉ cần thực hiện theo một vài yêu cầu của họ.
Address. Mỗi một loại tiền điện tử nếu muốn nhận được phải có một địa chỉ công khai để người khác có thể chuyển tiền cho họ. Có thể hiểu address trong tiền điện tử giống như số tài khoản ngân hàng. On time 2 ATH và on time now ATN là giá tiền cao nhất và giá tiền thấp nhất trong lịch sử của một loại coin, loại token. Điều này có ý nghĩa lịch sử vì nó chỉ ra coin đang ở đâu so với điểm cao và điểm thấp nhất. On coin, ý chỉ tất cả những loại tiền điện tử không phải Bitcoin, kể cả token vẫn tính là on coin. Automated Market Maker AMM, hệ thống cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch mà được thực hiện tự động bởi các nhà cung cấp thanh khoản thông qua một sàn giao dịch phi tập trung. Bull Market và Bear Market, thị trường đang trong đà tăng giá và ngược lại đang trong đà giảm giá. Nhà đầu tư rất dễ kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá Bull Market, ngược lại rất dễ thua lỗ trong thị trường giảm giá Bear Market. Các từ như bull, bear, bearish, bullish cũng có ý nghĩa tương tự. Blockchain. Blockchain dùng để chỉ toàn bộ khối dữ liệu của một loại tiền điện tử, ghi chép toàn bộ những giao dịch đã diễn ra và địa chỉ tiền điện tử, private key của người dùng mà chúng thường được gọi là sổ cái phân tán. Block. Một khối dữ liệu trong blockchain chứa các giao dịch và có ràng buộc với các block khác. Bạn có thể hình dung block như một toa xe nửa đang kết nối với các toa xe nửa khác bằng xích block. Tất cả các block tạo thành một blockchain hoàn chỉnh. Burn. Chỉ việc một lượng coin hoặc token bị loại bỏ khỏi nguồn cung vĩnh viễn để giảm lạm phát, đảm bảo giá trị cho những người nắm giữ tiền điện tử. Candlestick thường được gọi là nến trong tiếng Việt. Nó cung cấp các thông tin giá cả của một loại tiền điện tử trong khoảng thời gian xác định. Cryptocurrency, đây chính là tiền điện tử trong tiếng Anh. Nó chỉ các loại tiền tệ được tạo ra bằng cách mã hóa dữ liệu để bảo mật. Lưu ý là tiền điện tử có thể phi tập trung hoặc tập trung, thậm chí không sử dụng công nghệ blockchain vẫn có thể được coi là tiền điện tử nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Coin và token. Coin là chỉ loại tiền điện tử sở hữu blockchain riêng, còn token thì phụ thuộc vào blockchain của coin khác. Tuy nhiên, một số blockchain đồng bộ coin của họ có tiêu chuẩn như token để dễ dàng trao đổi nội bộ. Cool Wallet và Hot Wallet. Ví lạnh Cool Wallet chỉ những ví được bảo mật tuyệt đối, ngắt kết nối mạng, lưu trữ riêng để không ai có thể hack được. Ngược lại, ví nóng Hot Wallet là ví được kết nối mạng để đáp ứng nhu cầu giao dịch. Hai thuật ngữ này được dùng trong các sàn giao dịch. DDoS Attack, một cuộc tấn công bằng cách gửi một lượng lớn dữ liệu vô nghĩa hoặc độc hại để làm tê liệt một hệ thống sàn giao dịch nhằm mục đích phá hoại hoặc đánh cắp tiền điện tử. Distributed Ledger, sổ cái phân tán, chỉ một lượng dữ liệu được nắm giữ bởi nhiều bên khác nhau để đảm bảo độ chính xác. Công nghệ blockchain là một công nghệ để tạo ra sổ cái phân tán, nhưng sổ cái phân tán không nhất thiết được tạo ra bởi blockchain. DeFi, tài chính phi tập trung, chỉ các hoạt động tài chính như vay, gọi vốn, đầu tư, sử dụng các hợp đồng thông minh
chạy trên các blockchain platform như Ether, EOS, Dot, Neo, v.v. Exchange, sàn giao dịch. Đây là nơi các nhà giao dịch mua bán, trao đổi các loại tiền điện tử. Có hai loại sàn giao dịch, đó là sàn giao dịch tập trung và sàn giao dịch phi tập trung. Fiat currency, tiền pháp định. Đây là loại tiền tệ do chính phủ các nước tạo ra như Việt Nam đồng, USD hay Euro, v.v. Sở dĩ phải có khái niệm này để phân biệt với tiền điện tử và trao đổi lẫn nhau. FOMO và FUD. Đây là hai thuật ngữ trái ngược nhau. FOMO là chỉ tâm lý sợ hãi bỏ qua lợi nhuận khi một coin đang tăng giá nhanh chóng. Còn FUD là tâm lý hoảng loạn cho rằng thị trường sắp giảm giá mạnh. FOMO và hard fork và soft fork. Fork là thuật ngữ chỉ việc thay đổi giao thức hoặc quy tắc của một loại tiền điện tử mà nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới tiền điện tử đó. Hard fork là các fork lớn khiến chuỗi khối cũ không tương thích với chuỗi khối mới, bắt buộc phải chia đôi chuỗi blockchain nếu không được tất cả mọi người dùng đồng ý, khiến nó tạo ra một loại tiền điện tử mới. Bitcoin Cash, Ethereum Classic là các loại tiền điện tử được hard fork ra từ Bitcoin và Ethereum theo kiểu này. Soft fork thì có thể tương thích với các chuỗi khối cũ nên sẽ không phân chia ra loại tiền điện tử mới. Faucet, một hệ thống tự động trả thưởng coin cho người dùng thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, thường là một cách phân phối coin khi dự án mới được thực hiện. ICO, mở bán tiền điện tử ban đầu. Đây là một hình thức gọi vốn phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử, trong đó chủ dự án sẽ bán một phần tiền điện tử do họ phát minh ra để thu lợi nhuận bằng một số loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, ETH hay USDT, v.v. Đầu tư bằng hình thức này khá rủi ro bởi vì nó không được ai đảm bảo rủi ro và không được pháp luật thừa nhận. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể bị lừa. ICO tương tự như ICO, nhưng nó được liên kết với các sàn giao dịch để đảm bảo tính thành công của dự án và chắc chắn dự án được liệt kê tiền điện tử của họ lên sàn giao dịch. ICO ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của sàn giao dịch nên thường được họ sàng lọc kỹ. Tuy nhiên, không phải dự án ICO nào cũng thành công và có lợi nhuận. STO, đây là hình thức kêu gọi vốn được sự cho phép của các thể chế tài chính hay chính phủ nơi dự án được tạo ra. Đây được xem là hình thức gọi vốn đảm bảo nhất. IDO, hình thức gọi vốn và liệt kê tiền điện tử trong các sàn giao dịch phi tập trung. KYC, đây là quy trình xác thực thông tin khách hàng để tránh việc rửa tiền của tội phạm. Thường thì KYC yêu cầu thẻ căn cước công dân hay các loại thẻ khác có thông tin cá nhân, sao kê ngân hàng, nhận diện khuôn mặt, v.v. KYC có rủi ro mất dữ liệu cá nhân. Bạn chỉ nên KYC đối với những sàn giao dịch uy tín. Market cap, tổng vốn hóa của một loại tiền điện tử tính bằng giá của coin nhân với số lượng coin. Đây là thông tin quan trọng để xếp hạng coin. Security supply, nguồn cung hiện tại trên thị trường chỉ số coin của một loại tiền điện tử đang có trong thị trường. Max supply, số lượng coin có thể đạt đến tối đa của một loại tiền điện tử.
Ví dụ như Bitcoin là 21 triệu. Toto Subni, tổng số lượng coin đã được tạo kể cả việc nó có lưu hành hay không trừ đi số coin đã bị đốt. Mining, chỉ hành động đào tiền điện tử, thường là dùng một số máy móc đặc biệt để giải các thuật toán để xác thực giao dịch nhằm nhận được phần thưởng tiền điện tử. Đây là cách khai thác của tiền điện tử sử dụng thuật toán POW. Staking, chỉ việc khóa một lượng tiền điện tử trong chuỗi để đảm bảo việc vận hành blockchain, xác thực giao dịch và người staking sẽ nhận được phần thưởng tiền điện tử. Đây là cách khai thác của tiền điện tử sử dụng POS. To the moon, một cụm từ chỉ việc một coin tăng giá cực nhanh trong tương lai. POW, thuật toán đồng thuận bằng chứng công việc, trong đó các người đào coin phải chứng minh việc họ đã giải mã thuật toán để nhận được phần thưởng. POS, thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần, trong đó các người staking coin phải khóa một lượng coin nhất định và cung cấp cơ sở hạ tầng để xác thực giao dịch nhằm nhận được phần thưởng. Ngoài ra, còn nhiều thuật toán đồng thuận khác nhưng ít phổ biến. Private key, khóa cá nhân. Đây giống như là một mật mã để chứa tiền điện tử của nhà đầu tư. Nó thường có độ dài 256 bit. ROI, tỷ lệ lợi nhuận so với giá cả ban đầu khi mở bán của tiền điện tử đó. Mặc dù ROI có nghĩa rộng hơn, nhưng trong lĩnh vực tiền điện tử thì ý nghĩa của nó là vậy. Short, bán khống một loại tiền điện tử, bạn sẽ kiếm lợi nhuận khi coin đó giảm giá. Long, mua khống một loại tiền điện tử, bạn sẽ kiếm lợi nhuận khi coin đó tăng giá. Hold và hold, đây là hai thuật ngữ có ý nghĩa giống nhau. Nó chỉ việc nắm giữ một coin dài hạn bất kể biến động của thị trường. Halving, chỉ việc một giảm một nửa số lượng coin phát hành trong khối mới, cứ 4 năm Bitcoin sẽ halving một lần. Đây là sự kiện lớn của lĩnh vực tiền điện tử. Hash, chỉ một chuỗi ký tự trông như ngẫu nhiên do được trộn lẫn bởi một thuật toán mã hóa dữ liệu gốc để không ai có thể biết dữ liệu đó mà không có mật mã riêng. Đây là cơ sở bảo mật của mọi loại tiền điện tử. Hash power, hash rate, công suất tạo hash của một hệ thống đào tiền điện tử. Đây là một chỉ số rất quan trọng vì nó tỷ lệ thuận với số lượng coin bạn có thể đào được. Way, chỉ những nhà đầu tư có vốn cực lớn, thường thì vài chục triệu tới vài trăm triệu đô, có khả năng thao túng thị trường. White paper, văn bản giới thiệu của một loại tiền điện tử, cung cấp chi tiết về dự án cũng như những thông tin kỹ thuật của loại tiền điện tử đó. Không nhất thiết văn bản này phải gọi là white paper. Đây là cách gọi do Nakamoto khởi xướng. Ok, thì ở trên đây là những danh từ, những thuật ngữ được tôi tổng hợp. Đó là những danh từ rất phổ biến và được sử dụng thường xuyên trong cộng đồng crypto. Tất nhiên, nó còn rất nhiều những danh từ, những cái thuật ngữ khác nữa. Thì quý vị đi sâu
quý vị sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, thì đến đây tôi xin kết thúc video này.